Ngày 14 tháng 9, lễ suy tôn thánh giả. Con người phải bị treo lên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicodemo rằng: không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Yêu chuộng thánh giá Chúa Kitô. Con người phải bị treo lên. Không có niềm vui nào, hạnh phúc nào mà không được đổi lấy bằng những hy sinh, những đau khổ, những thử thách gian nan cùng khốn và bao điều bất hạnh. Làm người, ai cũng đã từng có cảm nghiệm như thế. Người làm kinh tế cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, phải nếm bao mùi thất bại, sỉ nhục mới có được cơ ngơi. Vâng, để thành công theo nghĩa của trần gian này mà còn phải đánh đổi bằng nước mắt và máu, thì để sống được đời đời, không lẽ cứ thảnh thơi an nhàn mà có được sao? Biết thì, nhưng rất tiếc là người ta bằng lòng hy sinh tất cả để có được cơ ngơi trần thế. Người ta vui vẻ chấp nhận đau khổ vì yêu sự sống mình ở đời này. Người ta bất chấp hiểm nguy, đi trên sóng dữ để vượt biên tìm tự do, tìm cuộc sống ấm no. Nhưng không dễ gì hy sinh tất cả để có được sự sống đời đời. Lễ suy tôn thánh giá mời gọi các gia đình yêu chuộng thánh giá Chúa Giêsu, vì chính thánh giá Chúa Giêsu là chìa khóa mở lối vào sự sống đời đời. Thánh giá Chúa Giêsu chính là sự đau khổ vì yêu Chúa, yêu nhau, yêu người. Đau khổ vì yêu mình thì không phải là thánh giá Chúa Giêsu. Bởi vì con người chịu treo lên thập giá vì yêu nhân loại, và vì yêu nhân loại, thập giá Chúa Giêsu đã trở thành thánh giá. Ước gì các gia đình yêu chuộng thánh giá Chúa Giêsu là hân hoan chấp nhận đau khổ, sẵn sàng hy sinh, hân hoan chịu sỉ nhục, tàn tạ vì yêu mến Chúa, vì yêu chồng, yêu vợ, yêu con cái, yêu cộng đoàn giáo xứ, yêu thương giúp đỡ người nghèo khổ bần cùng, yêu thương người bệnh tật yếu đau, người thấp mọn. Ông Tư hay nói với bà Tư: anh cảm ơn em vì em đã phải chịu bao đau khổ, sỉ nhục, xấu hổ vì yêu anh và yêu các con. Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu chuộng thánh giá Chúa Giêsu là chấp nhận nhau, là yêu nhau như Chúa yêu. Amen. Chào tháng 9. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 9 là cầu cho những người đang sống bên lề. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo. Xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua và không bao giờ bị coi thường. Và thiết nghĩ, không chỉ cầu nguyện mà mỗi gia đình chúng ta còn phải tỏ bày và trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Sống theo lời Chúa TV, luôn tâm niệm cuộc sống Kitô hữu Công giáo là cuộc sống thật lòng yêu Chúa, yêu nhau, yêu người. Bởi không yêu Chúa thì khó lòng mà các gia đình yêu nhau cho nồng nàn, bền lâu. Và người nhà không yêu nhau thì khó lòng mà yêu được người rừng nước lá. Ước gì mỗi người mỗi nhà luôn xác tín: đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Vậy
Xin mỗi người hãy sống yêu Chúa, yêu nhau, yêu người, để Thiên Chúa ngự trị trong nhà mình, để nhà mình được an vui, hạnh phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nguyện xin hãy cho con yêu nhiều, nguồn ơn phúc cuộc sống thương.